Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khánh ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một battle lệnh bài bot. Đây anh em à, cho anh em cùng nhìn sơ qua anh em ơi. Hôm nay thì cũng đã có hơn 100+ lệnh bài bot anh em ơi. Ngày hôm nay đánh cho anh em xem nha. Ở bot 82 này thì đừng quên anh em đang xem một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Bây giờ Khải thả lệnh bài bot quốc nha anh em. Khải đi về lấy tiền vàng anh em ơi. Thả lệnh quốc hiện tại bây giờ này là khá là nhiều bot. Thả lệnh cả tháng là chắc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Đó. Hello anh em vô nha. Ok anh em ơi, tầng này bắt 82 anh em ơi. Lâu rồi mới có lần lần bắt anh em ơi. 82. Xây phụ thôi để thí nghiệm kết thúc. Ok. Máy bánh hiện tại thì Thúy Yên thì hôm nay Ad Burger 10 cặp nha anh em ơi. Ad set khá là nhiều, nó khá nhặt tất cả đây. Tất cả. Tiếp nữa anh em ơi. Rồi, ok, chúng ta cùng xem thử ra được những siêu phẩm gì nha anh em. Let's go, đầu tiên nón. Độc. Độc. Chậm 30. Dòng chúng độc. Rác lồ. Hiện tại mấy chỗ này là mấy chỗ S8 rồi anh em ơi. Ui, băng sắc nội công. Quá anh lên rồi anh em ơi. Băng sắc nội công mà 138 dòng cuối mới đâu chứ. Biết có ai không? Không ai luôn. Ok. Đi có anh em. Hello hello anh em nha. Ok. Rầm đầu. Lô. Ok cho anh em ơi. Lên lại. Đó. Nghe anh Tùng ơi. Rồi Khải tiếp tục bỏ đồ anh em ơi. Lô. Nghe chưa anh em? Vui hạn. Đại kim. Sợ dậy. Rồi em. Ok anh này. Cứ làm. Rác này. Rồi. Ok anh này. Rồi. Còn rác này được cái cây vũ khí bằng sắc nó còn 138 rồi. Tiếp này. Lâm đồ. Còn một cái áo kìa. Giờ bán cái này lấy cái áo nữa em ơi. Đó. Quá trời đồ. Đó. Này bỏ nhanh thôi. Mấy cái đồ xanh này nó khá là bình thường này. Đang 140 anh em nào cần lấy nè. Áo khăn độc nè. Đó cái đống này à. Ôi trời. Rác này. Wow, tay khăn hó độ cộng bình. Rác này. À, loài sắc. Rác lâu. Chị không băng này. Trời, sát thương lính luôn con. Vãi nhau. Toàn đồ tầm thường rồi nè mày. Không băng, không đồ. Rồi, để em thả tiếp. Lấy thêm tiền nha nào. Này đánh nhanh lắm. 20-30 con được rẹt này. Nhân dân vạn tiếp. Anh Thành đang xem anh Thành. Đồng đồ nè. 40. Tay khăn hóa. Vậy đó. Rồi tiếp tục. Hôm nay anh Hiếu đang phụ đánh giùm nha anh em. Xếp đồng sắt. Mấy 100. Đó. Nhạc. Tiếp tục là anh ơi. Đó. Đó. Rẹt nè. Siêu phẩm. Ung xanh.
cánh thiên sơn rồi nha anh em, cánh rồi, quốc tử thiên sơn là đủ hết rồi, không cánh là bó chết luôn ạ. À. Đảm bảo cái này được đan lưng 140 nè, không biết ai cần nữa không. Một tay kháng hòa chón nè, thiếu long cũng được nè, ngân sát nội tục đánh nhanh gôn. Anh Phí Hiên này một cái đánh khỏe gôn, có cái đau nữa, hút đánh tuyệt đẹp. Một cái nỏ, một hai, đợi xong hai con này tiếp tục thả tiếp vào dịp bói này. Còn một rương nữa nè em ơi, này nãy hết bốn mấy con rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con này. Rồi, ô, thổ được đôi giày à? Về gì đấy Khải? Người Việt Nam đấy. Việt Nam tóc 38, kháng băng 24, dán độc 30. Đôi giày lái không? Giày đã lái được rồi. Kháng họ 25 vòng 1, anh được. Lộn. Đôi giày này cũng được nè. Anh em nào cần là cũng ok đấy. Lầm. Ok, tiếp tục. Rap này. Ôi, đại lưng kháng họ có 3, có 5 điểm mà chờ. Chưa không có tóc. Hết chưa? Vì lá thêm thả thêm vào. Này đánh khỏe, đánh nhanh, nửa tiếng chuyện lệnh mày bót qua này mày hết rương rồi. Hết bốn mấy con rồi. Năm độc bùa. Sao nó không chạy rồi. À, chiếu đồ bằng áo. Thành thêm rương nữa này mày. Đây 540 25 kháng hỏi dùng 1 chả có gì. Rồi cái đôi giày cũng tầm tạm ổn. Giày này trong băng có thể sai được. Lên. Tiếp tục. Ba mươi hai con tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tiếp anh ơi. Này full mình bắn hết nè mày. Mặt nạ quá tử thiên sơn bộ động sắc ơi. Đấm tiện một cây vũ khí xong hai con thô luôn. Ok, đợi tí đang bót. Tí nữa anh em ơi, đang bót mà. Rồi, ok. Tiếp tục nè anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui. 19, 20. Rồi, ra. Động mấy mình bắn châm thái đồ. Không thấy con thua luôn. Mỗi đôi giày. Trời, bằng sao 42 không có gì hết. Không, đại lưng này đỡ lại anh em cần lấy hiệu ứng chón sinh lực lực 100 này cũng được. Lấy hiệu ứng cũng ok. Tiếp này anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần 8 con. Ui 40. Lần 40. Trời. Ui, đôi giày không có tóc. Đù tiếc dữ ta, đôi giày đẹp vãi chưởng. 140 độ lực cao đồ, cái này chắc anh Tùng cần dùng hai chứ không cần. Để gì đấy? Đôi giày nè, à, không có tóc trời, đẹp dữ không. Kháng hậu 24, sinh lực 130, nội lực 100, sinh khí 3, chống 40 mà không có tóc, vãi chưởng đôi giày kinh ba nè mày. Trời, tóc 40 nó đẹp luôn rồi. Đù ra đôi giày tiếp này em ơi. Đọc này
sao lấy mặt đi đánh Tân Tử Môn được. Trời, của Bảo Tây 5 điểm vãi chứ rác này mà. Ê, lâm tiền. Nó cảm giác thế này. 8 còn nữa nè. Lấy thêm tiền này mà. Đồng rác. Không anh em ơi. Thiên này đánh khỏe, đánh nhanh quá. Được rồi. Chuyên đào nó đánh nhanh quá chưa. Rồi, lấy thêm lệnh bài nữa anh em ơi. Còn khoảng 38 con nữa. Này đánh thiên là đánh khỏe, đánh nhanh gơ luôn. Siêu phẩm nè. Xém tí là đôi giày lấy gì siêu phẩm mà đẹp à. Giày nữ đẹp quá, không có tóc. Nó tóc được 3 ít cũng được nè. Không có tóc luôn mới chịu. 3 cái vũ khí à. Được, phù dẫn ai nè. Rồi, 28 con cuối cùng. Đánh rẹt luôn nè. Chưa đầy 10 phút xong 100 con. Vãi luôn. Này thả cứ 8 con nhanh lắm. Thả thêm tiền dạng 500 vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này là lệnh bài boss từ đồ top cá nhân với băng hội bên anh Tùng đó nè. Anh đứa anh em đánh phụ dạo vui. Mình sát 4, 6, ráp, ráp. Lôi sát, ráp. Mình sát 24, ráp. 130, phù hợp lực 2 điểm. À, cái này cho xe mang được này. Anh em đó cho xe thiếu lầm. Đi dọc Hằng Long à. Tiếp này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siêu phẩm ơi. À, đôi giày tiếp, đôi giày gồm. Đủ. Để tóc 21 này cùi quá. Cháu 20 rác luôn. Tây kim rác luôn. Một cái đao. Chưa có siêu phẩm. Rác không mà. Chưa có siêu phẩm. Đâu. Phù vậy nè mời. Tiếp tục. Hãng về, không có ra. Rồi, đây lần chán dữ. Chốt thủ lý 3, vãi. Ra. Đau. Ôi, làm chậm 40 sinh lực cao. Anh Tùng cần sinh lực hay nội lực ta? Thể lực, thể lực. Ai, anh cần thể lực á? Anh cần thể lực. Thể lực này đủ có 10, có 15 rồi trời. Thể lực 150 được nha. Cái này sinh lực này. Này sinh lực à. Cung lôn nào cầm cũng ok này. Đã lưng này. Rồi. Còn 20 con cuối cùng. Đánh nhanh gơ luôn á nha. 15 phút 106 con. Đàm thiên to quá mà. Đánh cực kỳ nhanh. Một cái kiếm. Một cái nón. Một nón mọc. Vãi. Để em cho nó một cái thối phù à. Vũ khí. Khui. Được còn rừng đồ nè. Kháng độc 20. Ra. Chậm 40. Áo ra. 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 15-40 à, kháng banh. Ôi sợ. Má 25 là ngon à. Ra. Ê tụi Khải. Còn 8 con là đợi xíu này. Sát thương. Ồ không tóc. Sát thương 25. Ra. Là một này, là một khí này được gì đây? Còn một rương nữa này. Bỏ qua này tránh một đi. Đã đây, 10 con cuối cùng nè. Xử luôn lên nè. Lấy thêm tiền nè. 13 con nữa. Này đánh nhanh không mà. Mười con cuối cùng á. Đó. Đừng thắng băng này cũng đỡ một tí. Mấy cái đồ tầm trung rồi. Chưa thấy siêu phẩm rồi nè mà. Ra lục đồ đi. Sốt này. Có lục ghé lại quá. Lâm. Mình lục được hai cái vũ khí rồi. Lâm. Có gì không?
yếu phẩm hết rồi à? Hết rồi còn thổ cuối nha. Đồ gì vậy? Đồ 10 con mà có mấy con phụ giờ thử được với nhìn em. Hết rồi, hôm nay hết boss rồi em ơi. Được gì không? Đúng thực phẩm luôn. Đâu? Mắc tinh luôn nè. Mắc tinh rồi. Mắc tinh vật lý 100, sao tinh vật lý 100 điểm. Nói luôn. Phải lòng. Tiếp tục, còn 2 cây vũ khí, 1 cây vũ khí. Đây. Mắc tinh luôn nè, tốc 30 luôn. Rác nè. Ồ, được cái kháng lo sinh lực cao nè. Ok, cho anh em đi búp nè. Một tay này cũng phải dữ. Chúng độc 40. Ồ, nỗ lực cao luôn vậy chứ, mày rác quá. Đây, anh em nào cần thì lấy thôi. Hết này, anh em ơi. Cái kiếm tốc 30, lòi sắc 90, vái chướng. Phải hình kích, sắc thương 100. Nhẫn này bộ cái 10 nhận được hả? 2540 này có không vậy? Bộ cái 10 Nam đang cầm hả? Nhận của anh Hiếu mà đánh cái boss này làm sao người ta nhận được. Ừ, anh cho anh ở đây là nhận được. Rồi, thằng rác thôi nè mày. Đồ, tiếc đôi giày nè, 2440. À, đôi giày, không có tóc. Rồi, thay vô dòng tóc là đẹp luôn. Rồi, ok nè mày, hiện tại thì ngày hôm nay thì ra khơi thì chắc là không có được đồ gì nữa thôi. Đến bây giờ không còn con nào nữa. Đôi giày thổ hả? Đôi giày thổ, đôi giày thổ nam hả? Đâu đôi giày nào? Lái không lái này? Anh này nè. Đưa luôn đôi giày nữ luôn. Đây đâu đấy? À, Tương Dương Bắc. Được Khải đưa hết mấy cái đồ này. Cái này nỗ lực, cái này làm 140, 2 nỗ lực nè mà. Mấy cái đồ này rồi. Làm 140 nè. Chưa, trong xíu rồi. Mấy đồ nhặt được nè. Đưa vào hết rồi. Rồi, mấy đồ tạm đủ xài á. Rồi anh Tùng, anh em nào có lấy món nào hú nha em ơi. À, làm 140 nè, sinh lực cao nè. Rồi làm 140 nỗ lực cao nè. Cầm ấy, đưa cho anh em ấy. Ai cầm thì lấy. Rồi cái khăn lôi 25 này, cái này cũng ok này. Đó, mấy cái mà búp á, cầm chậm á. Rồi, đai lưng, ồ đai lưng này rác quá. Thế, tính ra làm chậm mà rác quá, sốt nè. Bên sắc, nội dòng cuối. Sinh lực lực, dòng chúng đọc đôi giày nam nè. Giày nữ nè. À, bao tay này cũng khá tương đối nè. Đai lưng này cũng đẹp, mà đai lưng kháng hỏa 5 mà nè. Cái này mà 25 nữa, nô 1 rồi. Này rác, 15 cũng này đó, rác. Sinh lực nội lực. Ừ. Rồi, rác mấy này bấm số rồi. Rồi, chung chỉ được mấy cây vũ khí hiệu ứng thôi nè mày. Sinh lực nội lực cao tới chứ còn lại. Đồ tiết đôi giày nè, đôi giày đẹp quá. Việt Nam này không quá. Rồi, ok. Đai lưng thì hơi tiếc một tí. Rồi, ok nè mày. Rồi, anh em chơi nha, em đi chờ con đi học về cái nè mày. Tranh thủ nửa tiếng. Ok. Không có siêu phẩm nha anh em, còn rác thôi. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đón lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video chơi anh em ơi. Và ngày hôm sau mà nếu có đồ nào mà đẹp hơn nữa cũng như là có sang lệnh bài boss tát bắt tiếp theo, Khải sẽ cố gắng tranh thủ thời gian như là xếp lệnh bài boss đánh cho anh em xem và trải nghiệm chơi anh em ơi. Và không gì hơn thì ở bách 82 này anh em đừng quên đón lại cho Khải hơn 200 like ở video này thì Khải sẽ tiếp tục củng cố và cũng như là thêm những bắt tiếp theo cho anh em xem nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều, bye bye.